đấu phá thương khung. Chương 841, Ưng Sơn Lão Nhân. Ưng Sơn Lão Nhân trong miệng nhẹ nhàng nói nhỏ, Tiêu Viêm chậm rãi hít một hơi, nắm tay trong tay áo cũng đột nhiên nắm lại, không nghĩ tới mặc dù hắn đã đưa ra loại đan dược như Phá Tông Đan vẫn không thể lay động Hắc Hoàng Tông. Xem ra người kia xuất ra vật gì đó so với Phá Tông Đan của ngươi còn trân quý hơn a. Tiểu Y Tiên bên cạnh cũng hơi có chút kinh ngạc thấp giọng nói, không nghĩ tới lão gia hỏa này lại có thể xuất ra loại đồ vật cấp bậc như vậy. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, một quan dưới hắc bào nhíu lại, chậm rãi nhìn về phía lão giả mũi ưng đang thoáng hiện ra tia hỉ sắc trong mắt. Ưng Sơn Lão Nhân, trong Hắc Giác Vực có vị cường giả nào mang danh hiệu đó sao? Vậy hẳn phải là cường giả ở thế hệ trước, nói cách khác, Tiêu Viêm cũng chưa bao giờ nghe qua danh tự này. Trong đại sảnh im lặng kéo dài một lát, sau đó rốt cục ầm ầm ba động, vô số đạo mục quan khiếp sợ nhìn về phía lão giả mũi ưng ngồi trong góc. Từng tiếng kinh hô thất thanh vang lên trong hội đấu giá. Ưng Sơn Lão Nhân, hắn là Ưng Sơn Lão Nhân năm đó bài danh thứ ba trên hắc bảng. Hắn vẫn còn sống. Hắn vốn không chết, chẳng qua là che giấu tung tích bế quan mà thôi, không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy vị cường giả oai phong của Hắc Giác Vực năm đó, quả nhiên là không uổng chuyến này a. Năm đó hắn là cường giả đấu hoàng đỉnh phong, đã nhiều năm như vậy có lẽ đã đột phá tới cảnh giới đấu tông rồi. Sau một màn tranh cãi ầm ĩ, không khí bao trùm lên hội đấu giá cũng bao phủ một cổ áp lực khác thường, từng đạo mục quang lạnh lạnh phát ra, từ mọi hướng phóng tới hội tụ trên người Ưng Sơn Lão Nhân. Tuy rằng thanh danh trong Hắc Giác Vực không kém, nhưng dưới sự hấp dẫn của Bồ Đề Hóa Thể Tiên, đám người này cũng sẽ bất chấp tất cả. Đối với từng đạo mục quang bất thiện chung quanh, sắc mặt Ưng Sơn Lão Nhân cũng không thay đổi chút nào, thân thể dựa khẽ lên lưng ghế, khuôn mặt già nua không chút thay đổi, trong lúc mơ hồ lộ thoáng lộ ra một nét hung lệ. Ở Hắc Giác Vực không có loại người nhân từ nương tay, năm đó hắn có thể trở thành cường giả đỉnh cao bài danh thứ ba trên hắc bảng, không biết đã bao nhiêu người phải tán thân dưới tay hắn. Lúc trước Ưng Sơn Lão Nhân cũng là hạng người có chút hung danh hiển hách trong Hắc Giác Vực, tuy hiện giờ bế quan ẩn cư nhiều năm, hung tính có chút thu liễm, nhưng nếu hiện giờ ai cho rằng hắn là quả hồng mềm mặt người nắm trong tay, thì chỉ sợ sẽ vì thế mà phải trả một cái giá bằng máu thật lớn. Trên đài đấu giá, thần tình Mạc Thiên Hành vẫn tươi cười như cũ, hắn tự hồ cũng không cảm giác được không khí quỷ dị không bình thường bên dưới hội đấu giá, cười dài nói, hiện giờ Bồ Đề Hóa Thể Tiên cũng đã có chủ nhân, Hắc Hoàng Tông ta tổ chức đấu giá hội này coi như kết thúc mỹ mãn, mấy ngày kế tiếp, Hắc Hoàng Tông sẽ tổ chức yến hội lớn, nếu chư vị có hứng thú vậy có thể lưu lại góp vui. Về phần vật phẩm mà quý vị đã đấu giá thành công, trong hai ngày tới Hắc Hoàng Tông ta cung kính dâng lên nguyên vẹn. Lời Mạc Thiên Hành vừa mới nói ra, Ưng Sơn Lão Nhân chậm rãi đứng dậy, sau đó dưới mục quan soi mói của mọi người, mặt không chút thay đổi bước tới cửa ra vào của hội đấu giá. Ưng Sơn Lão Nhân vừa rời khỏi, trong số khách quý cũng lần lượt có vài người đứng lên bước ra khỏi phòng đấu giá. Bằng linh hồn cảm giác lực xuất sắc, Tiêu Viêm có thể cảm ứng được trong số khách quý vừa đứng lên, chỉ ít phải có một nửa số người trên thân thể xuất hiện một tầng sát ý âm lãnh. Vở kịch hay thật sự giờ mới bắt đầu à, trong khoảng thời gian kế tiếp chỉ sợ mới là chân chính tinh phong huyết vũ. Tiêu Viêm cúi đầu cười, chợt cũng đứng dậy, lập tức đi về phía cửa ra vào, sau đó Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên cũng theo sát hắn. Ha ha, vị bằng hữu kia. Ngay tại lúc Tiêu Viêm sắp rời đi thì một tiếng cười đột nhiên vang lên từ phía sau. Cước bộ dừng lại, Tiêu Viêm hơi nghiêng hắc bào, mục quan ở bên dưới thản nhiên nhìn đám người ma viêm tốc đang đi tới phía mình, một giọng nói có chút khang khang truyền ra, có chuyện gì sao? Ha ha, lão phu Phương Ngôn đại trưởng lão ma viêm tốc, không biết tục danh của vị bằng hữu này. Phương Ngôn cười híp mắt bước nhanh tiến lên, hướng về phía Tiêu Viêm chắp tay, thiện ý nói. Tại hạ họ Nham, đại trưởng lão Phương Ngôn có chuyện gì sao? Tiêu Viêm thản nhiên nói. Ha ha, luyện dược thuật của Nham tiên sinh chỉ sợ là đệ nhất nhân ở Hắc Giác Vực. Lão phu đến cũng không phải là vì chuyện gì khác, chỉ là muốn hỏi một chút, Nham tiên sinh có hay không hứng thú với Bồ Đề Hóa Thể Tiên kia? Phương Ngôn cười một tiếng, đang nói đột nhiên ánh mắt chuyển thành có vẻ hơi âm trầm, thấp giọng hỏi. Như thế nào? Mục quan ở dưới hắc bào híp lại, Tiêu Viêm thanh âm bình tĩnh nói. Nếu Nham tiên sinh có hứng thú với Bồ Đề Hóa Thể Tiên, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Ưng Sơn Lão Nhân kia chính là cường giả thế hệ trước của Hắc Giác Vực, thực lực rất mạnh, nếu một mình hành động, cho dù bên cạnh Nham tiên sinh có vị tiểu thư này ra tay, chỉ sợ cũng khó có thể giành được Bồ Đề Hóa Thể Tiên trong tay lão già kia. Phương Ngôn nhẹ giọng nói. Nghe vậy, đôi môi Tiêu Viêm dưới hắc bào thoáng hiện một nét trào phúng, chợt khẽ lắc đầu nói, đề nghị của đại trưởng lão Phương Ngôn, tại hạ không có hứng thú quá lớn, xin lỗi. Dứt lời, Tiêu Viêm cũng không chờ đợi Phương Ngôn nói thêm, ánh mắt không chút dấu vết nhìn lướt qua lão giả áo xám phía sau Phương Ngôn, xoay người đi ra ngoài thông đạo. Thấy Tiêu Viêm trực tiếp một lời cự tuyệt đề nghị của mình, trong mắt Phương Ngôn thoáng hiện lên một tia lạnh ý. Tên gia hỏa này cũng quá kiêu ngạo đi,
nghĩ rằng bên cạnh có một gã đấu tông cường giả thì có thể một mình đã bại Ưng Sơn lão nhân sao? Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, vài tên trưởng lão Ma Viêm Cốc giận dữ nói. Bằng vào uy vọng của Ma Viêm Cốc ở Hắc Giác Vực, bọn hắn rất ít khi gặp phải loại đãi ngộ này. Phương Ngôn sắc mặt có vẻ hơi âm trầm, chợt quay đầu lại nhìn người áo xám thần bí phía sau, cung kính nói, tiên sinh, người xem phải làm sao bây giờ? Tình trạng hiện giờ đều dựa vào bồ đề hóa thể tiên mà diễn ra, cho nên không cần vọng tưởng sẽ có người tin tưởng ngươi đồng ý hợp tác, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình. Ưng Sơn lão nhân kia tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng cũng không phải không có biện pháp đối phó hắn. Hai ngày này, phái người giám thị hắn cho chặt, chỉ cần hắn vừa động thân rời khỏi Hắc Hoàng Thành liền chuẩn bị động thủ. Người áo xám nhẹ nhàng rung lên, một tia hơi thở hư ảo cùng với thanh âm hờ hững chậm rãi truyền ra. Nghe vậy, Phương Ngôn khẽ gật đầu, mục quan đột nhiên nhìn về đám người Tiêu Lệ, đại trưởng lão Tô Thiên phía sau, thấp giọng nói, còn về chuyện Tiêu Môn cùng Già Nam Học Viện làm sao bây giờ? Trước tiên không cần quản bọn chúng làm cái gì, tối trọng yếu bây giờ là bồ đề hóa thể tiên. Người áo xám thanh âm lãnh đạm nói. Vâng. Khẽ gật đầu, Phương Ngôn cũng không nói thêm lời vung tay lên, sau đó mang theo đoàn người, ly khai phòng đấu giá thật lớn này. Đấu giá hội kết thúc hoàn mỹ, không khí trong Hắc Hoàng Thành tựa hồ cũng là bởi vì vậy mà trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Dưới yến hội rầm rộ trong Hắc Hoàng Tông, toàn thành thị đều bao phủ ở một tầng không khí vui mừng. Nhưng một số người mẫn tuệ có thể mơ hồ cảm giác được, ẩn dưới không khí vui tươi này đang bắt đầu khởi lên một cổ tinh phong huyết vũ. Sau khi đấu giá hội kết thúc, một ít thế lực vẫn chưa rời khỏi mà im lặng nghỉ chân trong hoàng thành. Nhìn bên ngoài như là đang hưởng thụ yến hội của Hắc Hoàng Tông, nhưng thực chất lại đang âm thầm đem ánh mắt hội tụ ở một chỗ, đó chính là nơi nghỉ ngơi của Ưng Sơn lão nhân. Dưới bầu không khí gấp gáp âm thầm lượn lờ thì ba người Tiêu Viêm lại có vẻ tương đối bình tĩnh đối với bồ đề hóa thể tiên kia, bọn họ cũng mang tâm chắc chắn phải lấy được nó, bất quá bọn họ cũng không lo lắng Ưng Sơn lão nhân kia sẽ đột nhiên biến mất. Dưới sự giám thị chặt chẽ nghiêm ngặt như vậy, cho dù hắn là một gã đấu tông cường giả, cũng không thể lặng yên không một tiếng động rời đi. Yên lặng chờ thế cục biến hóa, sau khi đấu giá hội chấm dứt ngày thứ hai, Tiêu Viêm liền dẫn hai người tiểu y tiên tới Hắc Hoàng Tông. Đối với việc ba người Tiêu Viêm tới, Mạc Thiên Hành kia tự nhiên thể hiện sự nhiệt tình vô cùng, nên đón ba người vào trong tông, hơn nữa dùng quy cách đãi ngộ cao nhất để chiêu đãi. Sự nhiệt tình quá mức này thật ra khiến cho Tiêu Viêm cảm thấy có chút khó chịu. Sau khi song phương nói chuyện với nhau, Mạc Thiên Hành dường như cũng nhận thấy Tiêu Viêm có chút không kiên nhẫn, lập tức không nói thêm lời vô ích vỗ vỗ tay, sau đó mang ra toàn bộ những thứ mà Tiêu Viêm đã đấu giá ở đấu giá hội. Ha ha, Nhàm Kiêu tiên sinh, những thứ mà ngươi đấu giá toàn bộ đều ở chỗ này, ngươi có thể tự mình kiểm tra. Nhìn thi thể ma thú chiếm hơn phân nửa diện tích trong đại sảnh, Mạc Thiên Hành cười híp mắt nói. Tiêu Viêm không có nửa điểm cảm xúc, khẽ gật đầu sau đó thật cẩn thận kiểm tra toàn bộ phẩm chất của vật phẩm đã đấu giá một lần, đặc biệt là bộ thi thể ma thú kia đã tiêu phí không ít thời gian. Sau một hồi không phát hiện ra cái gì không thích hợp, Tiêu Viêm mới khẽ gật đầu, chậm rãi lấy đan dược từ trong nạp giới ra, sau đó phóng lên trên mặt bàn. Mạc tông chủ, mấy thứ này ngươi cũng kiểm tra một chút đi. Mạc Thiên Hành nhìn thoáng qua, chợt vung tay lên, cười dài nói, không cần kiểm tra, lão phu tin tưởng Nham Kiêu tiên sinh. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười nhẹ, nói, một khi đã như vậy, tại hạ liền cáo từ trước. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thấy thế, Mạc Thiên Hành cấp bước lên phía trước, cười khang nói, Nham Kiêu tiên sinh xin chờ một chút. Như thế nào? Tiêu Viêm nhíu mày, nghiêng đầu hỏi. Ha ha. Mạc Thiên Hành ngượng ngùng cười, chợt xoa xoa đôi bàn tay, nói, Nhàm Kiêu tiên sinh, không biết Khỏa Phá Tông đang trong tay ngươi, có thể hay không đổi cho lão phu. Nghe được lời này, khóe miệng Tiêu Viêm nhất thời thoáng hiện lên một nét cười lạnh, lão gia hỏa này, quả nhiên vẫn còn chú ý tới Phá Tông đang trong tay hắn. Chương 842, gặp mặt. Bàn tay nhẹ kéo áo choàng màu đen, một quan Tiêu Viêm nhẹ nhàng nhìn lướt qua vẻ mặt cười gượng Mạc Thiên Hành, ngữ điệu nhẹ nhàng nói, Mạc tông chủ. Ngài không phải chướng mắt với đấu tông đan của tại hạ sao? Nghe vậy, Mạc Thiên Hành không khỏi xấu hổ cười. Hắn biết đây là Tiêu Viêm đối với thái độ của hắn trong phòng đấu giá có chút canh cánh trong lòng, lập tức cười khổ nói, Nhằm Kiêu tiên sinh, việc này lão phu cũng không biết phải làm sao a. Loại chuyện này, bình thường đều do trưởng lão trong tông thương thảo, bọn hắn khăng khăng cảm thấy vật của Ưng Sơn lão nhân thích hợp với Hắc Hoàng Tông ta, lão phu cũng không thể khư khư cố chấp a. Đối với lý do thoái thác của Mạc Thiên Hành lần này, Tiêu Viêm cũng từ chối cho ý kiến, đối với địa vị của người trước mặt này tại Hắc Hoàng Tông cơ hồ là nhất ngôn cửu đỉnh, một lời nặng như chín núi, thì lời nói của đông đảo trưởng lão cũng không thể so với hắn, cho nên lời này quả thực là không có nửa điểm có thể tin. Đương nhiên, bất kể là có hay không tin, Tiêu Viêm cũng không cần phải dây dưa. Nếu hắn có hứng thú đối với Phá Tông Đan, tự nhiên là không có vấn đề, chỉ cần có thể xuất ra thứ có thể làm cho hắn tâm động, hắn cũng không có nửa điểm ý kiến.
chẳng lẽ Mạc Tông Chủ còn có thể xuất ra phần bộ đề hóa thể tiên thứ hai sao? Tiêu Viêm cười nhạt nói. Nghe được lời này, khuôn mặt đang tươi cười của Mạc Thiên Hành nhất thời cứng đờ, chợt bất đắc dĩ nói, nhằm Kiêu tiên sinh nói chuyện này, bộ đề hóa thể tiên Hắc Hoàng Tông ta cũng chỉ có một phần, hơn nữa một phần đó cũng đã thuộc về Ưng Sơn lão nhân rồi. Tại hạ hiện tại chỉ có hứng thú đối với bộ đề hóa thể tiên, về phần các vật khác. Tiêu Viêm ngữ khí bình thản lắc đầu. Nhằm Kiêu tiên sinh, sự tình có thể hảo hảo thương lượng, nếu không Hắc Hoàng Tông ta sẽ cung cấp dược liệu để tiên sinh luyện chế phá tông đan, mặc kệ ngươi có thể luyện chế thành công bao nhiêu, chỉ cần cho Hắc Hoàng Tông ta một khỏa là được, còn lại toàn bộ thuộc về ngươi, như thế nào? Mạc Thiên Hành vội vàng nói. Quên đi, tại hạ không có thời gian nhàn rỗi ở lại Hắc Hoàng Tông để luyện đan. Nghe được lời này, khẩu khí Tiêu Viêm nhất thời lạnh xuống, cũng không nói nhiều cùng lão gia hỏa không thành tính này, lập tức chắp tay, sau đó trực tiếp mang theo hai người tiểu y tiên chuyển thân rời đi. Sắc mặt Mạc Thiên Hành lúc xanh lúc trắng nhìn bóng lưng Tiêu Viêm ba người đang rời khỏi, một lát sau trong ánh mắt mới xuất hiện một nét âm trầm, bàn tay mạnh mẽ nện lên mặt bàn, một cổ kình phong hung mãnh trực tiếp đem chiếc bàn chắc chắn trước mặt chấn thành phấn vụn. Tông chủ, hắn không đáp ứng sao? Nghe trong đại sảnh truyền đến nổ, hai đạo thân ảnh vội vàng từ sau phòng đi ra, đương nhiên đó là Tề Sơn cùng Mạc Nhai, giờ phút này hai người đều rất quan tâm hỏi. Sắc mặt Mạc Thiên Hành âm trầm gật gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, tên gia hỏa này cũng thật sự là quá kiêu ngạo. Hắc Hoàng Tông ta cung cấp dược liệu cho hắn tùy ý luyện chế. Hơn nữa chỉ lấy một khỏa phá tông đan, hắn cũng quá chiếm tiện nghi đi, vậy mà vẫn không hài lòng. Có chút điểm bổn sự, thanh niên đều như vậy, tâm khí cao ngạo a. Tề Sơn cười lạnh nói. Phụ thân, hiện tại ngài định làm như thế nào? Phá tông đan kia chẳng lẽ phải từ bỏ sao? Mạc Nhai khẽ cau mày, hơi có chút nóng vội nói. Hắn biết, nếu có phá tông đan này, vậy đối với hắn mà nói là có thêm rất nhiều ưu đãi, nói không chừng ngày sau đột phá đấu tông toàn bộ phải trông cậy vào thứ này, bởi vậy hiện giờ vừa thấy đàm phán không thành, nhất thời có chút nóng nảy. Gấp cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn trực tiếp cường ngạnh cướp đoạt hay sao? Nữ tử áo trắng bên cạnh tên kia cũng không phải dễ chọc, ngay cả ta cũng không tuyệt đối nắm chắc có thể bắt nàng. Mạc Thiên Hành khiển trách nói. Bị Mạc Thiên Hành khiển trách, Mạc Nhai cũng không dám nói thêm nửa câu nữa, nhưng gấp gáp trong lòng vẫn như cũ không có giảm bớt. Vậy ý của tông chủ là? Tề Sơn ở một bên thấp giọng nói. Chờ xem tình huống trước mắt một chút, mục tiêu của bọn họ rõ ràng cũng là bồ đề hóa thể tiên, mà Ưng Sơn lão nhân cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, muốn cướp đồ vật từ trong tay hắn cũng không phải là chuyện đơn giản. Nếu đến lúc đó nữ tử áo trắng kia cùng với Ưng Sơn lão nhân lưỡng bại câu thương, ta có lẽ có thể âm thầm ra tay. Trong đồng tử Mạc Thiên Hành xẹt qua một nét âm hàn, chậm rãi nói, nếu tiểu tử này rượu mời không uống, cũng đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạc. Nghe vậy, trong lòng Mạc Nhai mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu lên, một quan nhìn về hướng Tiêu Viêm ba người biến mất, trong mắt cũng thoáng hiện lên một tia lạnh lạnh cùng ghen tị. Ra đến ngoài đại sảnh Hắc Hoàng Tông, khóe miệng Tiêu Viêm lờ mờ hiện lên một chút trào phúng, lão gia hỏa này lại muốn hắn luyện chế phá tông đan. Ý tưởng này thật đúng là hợp với những người khờ khạo. Nguyên bản Tiêu Viêm đối với việc lão gia hỏa này lựa chọn Ưng Sơn lão nhân có chút canh cánh trong lòng. Làm sao có thể nghĩ đến hắn lại đưa ra loại phương pháp này để lấy được phá tông đan trong tay Tiêu Viêm. Dược liệu luyện chế phá tông đan đối với Tiêu Viêm mà nói thực sự không phải là cần gấp, cho nên hắn cũng không cần phải lưu lại làm cu ly cho bọn chúng. Hơn nữa đối với cái gọi là chuẩn bị tài liệu này, Tiêu Viêm cũng không phải thực sự coi trọng, có năng lực cảm ứng dược liệu đặc thù của tự nhiên, tìm kiếm dược liệu đối với hắn mà nói thực sự không phải là chuyện quá khó khăn. Phá tông đan dù sao cũng quá mức trân quý, lão gia hỏa kia trong lòng cũng rõ ràng, nếu muốn dùng đồ vật khác để đổi, một ít đồ vật tầm thường cũng không thể đem ra đổi, mà một vài thứ quá mức trân quý lại luyến tiếc không dám lấy ra, cho nên chỉ có thể chọn biện pháp như vậy. Có lẽ khi hắn đưa ra biện pháp đó còn cho rằng ngươi đã chiếm được không ít tiện nghi a. Dường như cảm nhận được lửa giận của Tiêu Viêm, tiểu y tiên mỉm cười nói. Thật không ngờ một gã cường giả đấu tông lại có thể keo kiệt như vậy. Tự nhiên hết cái miệng nhỏ nhắn lên, rất là khinh bỉ nói. Dược liệu, đối với nàng mà nói cơ hồ là thứ không đáng tiền nhất. Chỉ cần nàng chui vào trong một thâm sơn lâu năm, tự nhiên có thể tìm kiếm được một ít dược liệu ẩn chứa năng lượng nồng đậm. Mà lão gia hỏa này lại muốn dùng biện pháp rẻ tiền nhất trong mắt nàng để đổi lấy phá tông đan, cũng khó trách nàng lại khinh bỉ hắn như thế. Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở ra một hơi, chợt hung tợn chửi bới nói, lão vương bát đảng, đem bộ đề hóa thể tiên đổi cho ta, không phải việc gì cũng ổn rồi sao, lại còn cố tình làm ra bộ dạng này. Nghe Tiêu Viêm chửi rủa, tiểu y tiên khẽ mỉm cười, xem ra Tiêu Viêm đối với việc Mạc Thiên Hành ở trong phòng đấu giá không lựa chọn phá tông đang khiến hắn oán khí rất lớn a. Bất quá ngẫm lại, hiện giờ bồ đề hóa thể tiên đã là vật của Ưng Sơn lão nhân, muốn đoạt đồ vật từ trong tay một gã cường giả đấu tông khó khăn cũng rất lớn.
Không cần quá lo lắng, dù sao người có chủ ý với bồ đề hóa thể tiên không phải chỉ có chúng ta cứ chờ người khác động thủ trước, đến lúc đó làm ngư ông đắc lợi là được. Tiểu y tiên nhẹ giọng nói, bất quá hôm nay ngươi trực tiếp cự tuyệt Mạc Thiên Hành, lão gia hỏa kia trong lòng cũng sẽ có chút vướng mắc, cho nên cũng phải cẩn thận một chút đối với bọn chúng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, cước bộ vừa mới bước ra khỏi đại môn của Hắc Hoàng Tông, chợt thân ảnh một lão giả đang đi tới trước mặt làm cho đồng tử hắn hơi rụt lại, người này lại chính là Ưng Sơn lão nhân kia. Ưng Sơn lão nhân vẫn như cũ mặt không chút biểu tình, đụng mặt Tiêu Viêm, một quan cũng chỉ tùy ý thoáng nhìn. Chợt một quan mơ hồ chứa đựng hung lệ lướt qua trên người Tiểu Y Tiên, thân hình vừa động đã hóa thành một luồng khói, quỷ dị biến vào trong Hắc Hoàng Tông. Theo thân hình Ưng Sơn lão nhân biến mất, Tiêu Viêm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấp giọng nói, Ưng Sơn lão nhân này hẳn là tới lấy bồ đề hóa thể tiên a. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Bàn tay trắng nõn của Tiêu Viêm đem áo choàng đen trước mặt kéo nhẹ, thanh âm trầm thấp nói, xem ra hắn tính muốn ly khai a. Hắn vừa ra khỏi Hắc Hoàng Thành, đông đảo thế lực đang nhìn chằm chằm vào lão sẽ lập tức xuất thủ. Hai tròng mắt nâu tím của Tiểu Y Tiên chậm rãi đảo qua chung, nàng biết, bên ngoài Hắc Hoàng Tông tất nhiên có vô số người đang ngầm nhìn vào bên trong. Chỉ cần thời gian không lâu, tin tức Ưng Sơn lão nhân tới Hắc Hoàng Tông sẽ truyền đến tai các thế lực. Tiêu Viêm khẽ gật đầu một cái. Làm sao bây giờ? Tiểu Y Tiên thấp giọng hỏi. Đôi mắt Tiêu Viêm lóe ra chút quang mang, một lát sau, hắn hít nhẹ một hơi, trầm giọng nói, trước tiên tìm nhị ca cùng đại trưởng lão Tô Thiên, lần này động thủ nếu có bọn họ tương trợ tất nhiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vừa nói xong, Tiêu Viêm cũng không hề có chút chần chờ, cước bộ vừa chuyển, liền hướng nơi Tiêu Môn đang dừng chân nhanh chóng đi tới. Ở một đại viện tại phía Nam Thành, trong phòng khách hơn 10 đạo nhân ảnh ngồi trong đó, nhìn dung mạo bọn họ, đương nhiên chính là đoàn người Tiêu Lệ, đại trưởng lão Tô Thiên. Bọn họ không cư trú trong hoàng cát, mà tùy ý bao một biệt viện nhỏ ở phía Nam Thành làm nơi nghỉ ngơi tạm thời. Có tin tức của đám ma viêm cốc rồi sao? Tiêu Lệ ngồi ở trên, khẽ cau mày, trầm giọng hỏi một gã trưởng lão Tiêu Môn. Bẩm môn chủ, nhân thủ ma viêm cốc đã ra khỏi Hắc Hoàng Thành, bất quá chưa rời đi xa mà đang hạ trại ở ngoài thành, xem động thái của bọn chúng, rõ ràng đang chờ Ưng Sơn lão nhân kia. Một gã lão giả áo bào xám cung kính trả lời. Hắc, bọn chúng quả nhiên cũng có chủ ý đối với bồ đề hóa thể tiên. Nghe vậy, Tiêu Lệ nhất thời cười lạnh một tiếng, vừa muốn hỏi đại trưởng lão Tô Thiên bên cạnh, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Tô Thiên đứng bật dậy lớn tiếng quát, là ai? Thấy cử động của Tô Thiên, mọi người ngẩn ra, nhưng mà đợi đến bọn hắn phục hồi tinh thần thì nơi cửa ba đạo nhân ảnh đã quỷ dị hiện ra. Trong ba người, hai người kia có vẻ như lấy người áo đen ở giữa làm chủ. Chỉ có một người duy nhất lộ ra dung mạo, chính là nữ tử áo trắng kia. Nhìn thấy ba người này đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Tiêu Lệ nháy mắt liền đại biến. Hắn biết ở trong phòng đấu giá vì cuốn địa giai trung cấp đấu kỹ thước pháp, bọn hắn đã đắc tội với ba người trước mặt, lúc này xem bộ dáng như vậy, tự hồ tìm tới để gây phiền toái a. Trong đại sảnh, người của Tiêu Môn cùng cường giả của Già Nam học viện, đồng dạng bởi vì sự xuất hiện của ba người mà có chút bối rối, trong lúc nhất thời mọi người thân hình chớp động, trở về phía sau Tô Thiên. Bọn hắn cũng rõ ràng, đối với một gã đấu tông cường giả, bọn hắn tiến lên trừ việc chịu chết thì cũng không có nửa điểm tác dụng. Vì bằng hữu kia, bên trong phòng đấu giá nên dựa vào bổn sự, tự hồ không tính gây ra ân oán đi. Lão Phu là đại trưởng lão Già Nam học viện, kính xin ba vị nể mặt lão Phu bỏ qua việc này. Nét mặt đại trưởng lão Tô Thiên cũng thoáng hiện lên một tia ngưng trọng, ông quyền trầm giọng nói. Đối với một gã luyện dược sư có thể luyện chế lục phẩm thượng phẩm đan dược cùng với một gã đấu tông cường giả, mặc dù là hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội. Nghe được lời này, người áo đen tự hồ ngẩn người, chợt dở khóc dở cười thán một tiếng, bàn tay chậm rãi kéo áo choàng xuống, khuôn mặt quen thuộc lộ ra đang hiện lên vẻ bất đắc dĩ, làm cho đám người Tiêu Lệ trợn mắt há hốc mồm. Đại trưởng lão, lời này đúng là có chút nghiêm trọng a. Chương 843, Tương Đàm. Nhìn khuôn mặt quen thuộc, tất cả mọi người trong đại sảnh rung lên, chợt từng tiếng kinh hô khó có thể tin từ miệng Tiêu Lệ cùng với đại trưởng lão Tô Thiên vang lên. Tam đệ, Tiêu Viêm, cởi áo choàng đen trùm đầu xuống thu vào trong nạp giới, Tiêu Viêm nhún vai hướng về phía đám người Tiêu Lệ đang ngây ngốc thần tình không thể tin, cười nói, như thế nào? Không nhận ra ta sao? Nghe được thanh âm cùng ngữ điệu quen thuộc, đám người Tiêu Lệ mới chậm rãi hồi phục tinh thần từ trong khiếp sợ, lập tức khuôn mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Tiêu Lệ đi nhanh mấy sải bước, hung hăng vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cười to nói, không nghĩ tới thần bí lục phẩm luyện dược sư kia lại có thể là tiểu tử ngươi, đúng thật là làm cho chúng ta lo lắng một phen. Nhìn thần tình vui sướng của Tiêu Lệ, trong lòng Tiêu Viêm cũng xuất hiện một tia ấm áp, khẽ cười nói, tình thế Hắc Hoàng Thành có chút không đúng lắm, hơn nữa ta cũng lo lắng những tên ma viêm cốc kia sẽ nhận ra ta, cho nên liền che đậy thân hình và dung mạo.
Hắc hắc, lời này cũng không phải giả, bức họa của ngươi đã sớm được tuyên truyền ở trong cao tầng Ma Viêm Cốc rồi, nếu lộ mặt ra, chắc chắn sẽ bị nhận diện. Tiêu Lệ cười nói. Vị này là... Mục quan Tiêu Lệ đột nhiên hướng về phía Tiểu Y Tiên đang đứng cạnh Tiêu Viêm, trên khuôn mặt tươi cười hơi hơi thu liễm, có chút khách khí hỏi, lấy thực lực đấu tông của Tiểu Y Tiên, mặc dù là hắn, khi nói chuyện cũng không dám tùy ý quá mức. Đây là bằng hữu của ta, nhị ca cứ gọi nàng Tiểu Y Tiên là được rồi. Tiêu Viêm mỉm cười nói. Tiêu Lệ đại ca, một bên, trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Tiểu Y Tiên thoáng lộ ra một nét cười nhẹ, hướng về phía Tiêu Lệ nhẹ giọng nói. Ách, không dám không dám, tiểu thư khách khí. Bị Tiểu Y Tiên gọi một tiếng đại ca, cả người Tiêu Lệ nhất thời run run, vội vàng khoát tay nói. Ban đầu ở Hắc Hoàng Các, thật ra hắn cảm nhận được người con gái xinh đẹp trước mặt này thân thể tràn ngập sát ý lành lạnh, tự nhiên hiểu rằng, đừng nhìn cô gái này xinh đẹp động lòng người như vậy, khi ra tay tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạc. Hơn nữa, được một gã cường giả đấu tông xưng hô khách khí như thế là lần đầu tiên trong đời hắn, bởi vậy mặc dù lấy tâm tính của hắn cũng có chút bối rối. Tiêu Viêm cũng bởi vì cách xưng hô của Tiểu Y Tiên mà ngẩn người, một quan kinh ngạc nhìn nàng một cái, lấy tính tình của nàng lại có thể gọi người khác như thế sao? Đối với ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cũng giống như không thấy, trên gương mặt xuất hiện một nét cười nhạt. Vừa nhìn, lại nhớ tới cô bé thiện lương bình thường, không có tâm cơ ở Thanh Sơn Trấn năm đó, khiến người ta nhìn mà động tâm không thôi. Tiêu Lệ nhìn hai người một cái, trong lòng nói thầm một trận, hắn tự nhiên là biết nữ tử trước mặt này lạnh lùng, thanh cao như tuyết, lúc này vì ở trước mặt Tiêu Viêm nên mới có thể khách khí cùng hắn như thế, bởi vậy trong lòng cũng chỉ biết cười khổ không thôi. Tam đệ này của hắn chẳng lẽ lúc nào cũng có nữ nhân theo bên cạnh như vậy? Hơn nữa những nữ nhân này đều không phải là những người tầm thường. Lần trước là Mỹ Đỗ Toa, cũng là một gã đấu tông cường giả hàng thật giá thật. Còn lần này lại không biết từ đâu xuất hiện một Tiểu Y Tiên, lại cũng có thể là một gã đấu tông cường giả mà ngay cả đại trưởng lão Tô Thiên cũng có chút kiêng kỵ. Ngươi tiểu tử này, vẫn còn biết quay về Hắc Giác vực cơ à? Tiêu Lệ đang cảm thán trong lòng không thôi vì những nữ nhân bên cạnh Tiêu Viêm thì đại trưởng lão Tô Thiên cũng vừa phục hồi lại tinh thần từ trong khiếp sợ, tiến lên hai bước hơi có chút oán khí nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng là xấu hổ cười, vội vàng nói, đại trưởng lão chớ trách, ta vốn định sớm quay trở lại đây một chuyến, bất quá bởi vì trong lúc đột phá tới đấu hoàng lại phải bế quan tới một năm, cho nên có chút chậm trễ. Ngươi đột phá đến đấu hoàng rồi sao? Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Tiêu Lệ nhất thời cả kinh, rồi lại chợt kinh hỉ nói. Tuy rằng hắn biết, lúc trước rời khỏi thì Tiêu Viêm đã là đấu vương đỉnh phong, nhưng muốn đột phá cánh cửa này tuyệt đối không dễ. Một số người thậm chí cả đời đều dừng chân ở cảnh giới đấu vương đỉnh phong, mà Tiêu Viêm lại có thể trong một năm thời gian ngắn ngủi đột phá cánh cửa này, tốc độ như vậy tự nhiên được cho là dị thường khủng bố. Tô Thiên trong mắt cũng hơi có chút kinh dị, bằng việc Tiêu Viêm có thể luyện chế lục phẩm đan dược, hắn cũng có thể đoán được Tiêu Viêm có lẽ đã đột phá được cánh cửa kia. Nhưng hôm nay nghe chính miệng người trong cuộc nói ra, trong lòng vẫn cảm thán không thôi, tốc độ tu luyện như vậy có thể nói là đệ nhất nhân trong những người mà hắn đã từng chứng kiến. May mắn mà thôi. Tiêu Viêm mỉm cười, đang ngồi ở đây đều là những người có thể tin được, hắn tự nhiên sẽ không giấu giếm cái gì. Ha ha, tiểu tử ngươi đúng là không tệ, con mắt của phụ thân không sai, lúc mới bắt đầu đã biết ngươi nhất định không phải vật trong ao. Tiêu Lệ thoải mái cười nói, xem bộ dáng như vậy, quả thực so với lúc chính hắn đột phá đấu vương còn hưng phấn hơn. Nghe Tiêu Lệ nhắc tới phụ thân, trong mắt Tiêu Viêm lại xẹt qua một tia thương cảm rồi chợt nhanh chóng biến mất, mỉm cười nói, lần này hiện thân chủ yếu là muốn thỉnh nhị ca cùng đại trưởng lão hỗ trợ. Ai, người trong nhà nói cái gì giúp không giúp, người chính là môn chủ Tiêu Môn, có quyền điều động hết thảy. Nghe vậy, Tiêu Lệ nhất thời biểu môi, chợt xoay người hướng tới hơn 10 Tiêu Môn cường giả quát, đây là tam đệ của ta, các ngươi lúc trước thường hay nhắc tới môn chủ, hiện giờ đã gặp mặt vậy tại sao còn không mau bái kiến. Nghe tiếng Tiêu Lệ quát, hơn 10 cường giả Tiêu Môn thực lực không tầm thường, quỳ một chân trên đất, cung kính hô, thuộc hạ bái kiến môn chủ. Cái quỳ này, cường giả Tiêu Môn lại không có nửa điểm do dự, lúc trước Tiêu Viêm hiển lộ ra thân phận thì trong lòng bọn hắn cảm thấy mừng như điên. Thực lực Tiêu Viêm bọn hắn có lẽ không rõ, nhưng là bằng vào thân phận lục phẩm luyện dược sư cũng đủ để làm cho bọn hắn tràn đầy hưng phấn trong lòng. Nhìn cường giả Tiêu Môn quỳ sát dưới đất, Tiêu Viêm cũng chỉ cười, chợt tụ bào vẫy nhẹ, năng lượng dao động, một đạo kình phong nhu hòa trực tiếp nâng đám đông dậy, cười dài nói, tất cả mọi người đều là Tiêu Môn huynh đệ, không cần khách khí như thế, những nghi thức xã giao này không làm cũng được. Nhìn Tiêu Viêm giơ tay nhấc chân liền có thể dễ dàng nâng bọn hắn lên như thế, trong lòng những cường giả Tiêu Môn cũng rùng mình, đối với thực lực người trước mặt này, trong lòng không còn chút hoài nghi nào. Tiêu Môn có một vị môn chủ thực lực cường hãn như vậy, bọn hắn là người của Tiêu Môn, lúc hành tẩu bên ngoài nhờ vào uy danh của ban chủ mà cũng dễ thở hơn một ít. Nâng đám đông dậy,
Tiêu Viêm đi vào trong đại sảnh, sau đó cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống cạnh một chiếc bàn, sau đó Tiểu Y Tiên cùng Tử Nhiên cũng ngồi xuống theo. Hắc bào vừa được kéo xuống, mái tóc màu tím như tơ lụa từ từ buông xuống, sau đó hướng về phía đại trưởng lão Tô Thiên đang ngạc nhiên nhếch miệng cười hắc hắc. Ngươi nhà đầu kia cũng theo tới đây sao? Nhìn vị hắc bào nhân này không ngờ lại là Tử Nhiên, Tô Thiên cũng dở khóc dở cười, chợt bất đắc dĩ nói. Hiện giờ nàng cũng có thực lực đấu hoàng, cho dù là trong hắc giác vực này, trừ một vài đấu tông cường giả thì cũng có thể hoành hành không kiên kỵ gì cả. Tiêu Viêm cười nói. Nghe vậy, Tô Thiên cũng ngẩn ra, chợt một quan kinh dị lướt qua trên người Tử Nhiên, nói, ngươi cũng đột phá tới đấu hoàng rồi sao? Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tô Thiên, Tử Nhiên nhất thời đắc ý múa qua múa lại nắm tay nhỏ, nói, lão nhân, ta đã nói trước kia ngươi đem ta nhốt ở nội viện, tuyệt đối là một loại kiềm hãm đối với ta, nếu lão thả ta ra ngoài sớm một chút nói không chừng hiện tại ta đã là đấu tông cường giả rồi. Nếu không phải ngươi gây gắt với lão phu, ta cũng không cho ngươi đi theo Tiêu Viêm ra bên ngoài, chỉ sợ ngươi ra ngoài một mình bị người ta bán lúc nào cũng không biết a. Còn đấu tông? Tô Thiên lắc lắc đầu, dở khóc dở cười nói. Nghe được lời này của Tô Thiên, Tử Nhiên nhất thời dựng lông mày lên, vừa muốn bạo phát thì lại bị Tiêu Viêm đặt tay lên đầu ấn nàng xuống ghế, an tĩnh chút nào. Bị Tiêu Viêm đè đầu, Tử Nhiên không vui lắc đầu, chỉ biết phẫn nộ uể oải ngồi xuống ghế, một quan hung hăng nhìn chằm chằm Tô Thiên đang mỉm cười. Xem ra ngươi cũng có thể quản chế nha đầu bướng bỉnh này một chút. Nàng ly khai nội viện bản thân ta cũng được thanh tịnh không ít, nội viện cũng không cần tiếp tục lo lắng bị mất dược liệu nhiều nữa. Nhìn thấy Tử Nhiên bị Tiêu Viêm chế phục, Tô Thiên cười nhẹ một tiếng, chợt làm như nhớ ra cái gì đó, trừng mắt nhìn Tiêu Viêm nói, đúng rồi, ngươi tiểu tử này, nếu đã đến hắc giác vực, vậy nhanh chóng trở về bổ sung tâm hỏa cho thiên phần luyện khí tháp, hiện giờ thiên phần luyện khí tháp đã mất hiệu lực nửa năm rồi. Nghe vậy, Tiêu Viêm xấu hổ gật gật đầu, vội vàng nói, đại trưởng lão yên tâm, chờ xong việc này, nhất định ta sẽ trở lại nội viện để bổ sung tâm hỏa. Thấy thế, Tô Thiên lúc này mới hừ một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một xích hồng quyển trục, ném về phía Tiêu Viêm, nói, cầm đi, đây là thước pháp đấu kỹ mà nhị ca của ngươi mua được ở phòng đấu giá cho ngươi, vì vật này hắn tình nguyện đắc tội với một gã đấu tông cường giả đó. Nói đến đây, hắn đưa mắt nhìn Tiểu Y Tiên bên cạnh Tiêu Viêm, trong lòng cũng nói thầm một trận, vì cái gì mà nữ nhân bên cạnh tiểu tử này mỗi người đều có thực lực khủng bố như thế. Tiếp nhận quyển trục màu đỏ, cảm thụ được một dòng nhiệt lưu truyền tới, trong lòng Tiêu Viêm xuất hiện một tia ấm áp. Trước đó Tiêu Lệ còn không biết thân phận của bọn họ mà hắn cũng dám tranh giành cuốn thước pháp đấu kỹ, chỉ vì muốn tăng thêm một phần thực lực cho mình, đó là tình cảm huyết mạch tương liên, tình huynh đệ. Đừng cảm động, ngươi là người quan trọng nhất của Tiêu gia chúng ta, đại ca cũng đã sớm nói, mọi người có thể chết, nhưng ngươi thì không thể chết, cho nên ngươi phải sống thật tốt, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, bởi vì chỉ có ngươi mới có năng lực cứu phụ thân ra từ trong tay cái hồn điện chết tiệt nọ. Nhìn thấy Tiêu Viêm ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn quyển trục, Tiêu Lệ biểu môi một cái, cười nói, nhanh chóng nói chánh sự đi, tìm chúng ta có chuyện gì. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng cười, nhẹ gật gật đầu đem quyển trục thu vào trong nạp giới, trầm ngâm một hồi, khuôn mặt dần dần ngưng trọng, một quan đảo qua hai người Tiêu Lệ cùng Tô Thiên, thanh âm trầm thấp nói, ta phải lấy được bộ đệ hóa thể tiên kia. Chương 844, Thương nghị lập kế hoạch. Lời nói của Tiêu Viêm đích xác làm cho Tiêu Lệ cùng Tô Thiên thoáng ngơ ngác một chút, bất quá cũng không có gì ngoài ý muốn, đối với mục đích chuyến này của Tiêu Viêm kỳ thật bọn hắn mơ hồ cũng sớm đoán được một chút. Ngươi cũng có hứng thú đối với vật kia? Tô Thiên trầm ngâm một lát, ngón tay nhẹ gõ trên mặt bàn, chậm rãi nói. Vị bằng hữu của ta thật cần vật kia để cứu mạng. Tiêu Viêm khẽ thở dài. Nghe vậy, hai người Tô Thiên sửng sốt, chợt nhìn Tiểu Y Tiên đang đứng một bên, khẽ nhíu mày, nói, đây là lý do chính ngươi quay về sao? Tiêu Viêm chần chờ một chút, một quan hướng tới Tiểu Y Tiên, sau khi nàng nhẹ gật đầu một cái hắn mới đem chuyện tình của Tiểu Y Tiên kể lại một lần, sự tình Ách Nan độc thể cũng không giấu giếm. Ách Nan độc thể? Vừa nghe Tiêu Viêm nói ra cái tên kia, Tiêu Lệ vẫn còn đỡ, nhưng Tô Thiên thì hít một hơi khí lạnh, một quan khiếp sợ nhìn Tiểu Y Tiên đang cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng. Đối với loại thể chất đặc thù hiếm thấy này, hắn cũng từng nghe nói qua, tự nhiên là biết thể chất này kinh khủng cỡ nào. Trên đấu khí đại lục trước kia cũng từng có Ách Nan độc thể xuất hiện, nhưng những người này đều không có ngoại lệ mang đến một tràng tai họa không nhỏ. Độc thể này bạo phát, xung quanh ngàn dặm nhân thú bất tồn, trở thành một bãi hoang vu, giống như một cơn ác mộng được ghi lại trong thư tịch. Khó trách nàng có thể trở thành đấu tông cường giả khi mới chừng ấy tuổi, nguyên lai là Ách Nan độc thể. Sau nửa ngày, vẻ khiếp sợ trong mắt Tô Thiên mới chậm rãi mất đi, thấp giọng lẩm bẩm nói. Lúc mới gặp hắn bởi vì thấy Tiểu Y Tiên trẻ tuổi mà cảm thấy rất kinh ngạc. Còn trẻ như vậy đã có thể là đấu tông cường giả. Nhưng theo kinh nghiệm nhìn người nhiều năm của hắn, nếu nàng thật là dựa vào thiên phú của mình mà tu luyện,
chỉ sợ mặc dù Tiêu Viêm cũng xa xa không bằng. Ách Nan độc thể theo thực lực bản thân trở nên mạnh mẽ, khoảng cách đến lúc bạo phát cũng sẽ càng ngày càng gần. Hiện giờ Tiểu Y Tiên cũng chỉ còn không đến 2 năm thời gian, nếu không nghĩ biện pháp khống chế, đến lúc đó hậu quả sẽ là độc thể hoàn toàn bạo phát, một tràn bi kịch sẽ lại diễn ra. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Bồ Đề hóa thể tiên kia có thể trợ giúp nàng. Tiêu Lệ cau mày nói, chỉ cần chiếm được Bồ Đề hóa thể tiên, ta liền có thể giúp nàng hoàn toàn khống chế Ách Nan độc thể. Tiêu Viêm gật gật đầu nói. Nghe vậy, Tô Thiên kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm một cái, nói, trên đấu khí đại lục, người có Ách Nan độc thể từ trước đến nay, cơ hồ bọn hắn cuối cùng đều có chung một kết cục là bạo thể mà chết, cũng không có một người nào thành công khống chế Ách Nan độc thể. Dù sao thực lực càng mạnh thì độc tính trong cơ thể càng mãnh liệt, lúc bạo phát càng kinh khủng. Đại trưởng lão cứ việc yên tâm, chỉ cần có kiếm đủ tài liệu, ta tin tưởng có thể làm được. Tiêu Viêm cười, nói, bất quá hiện tại vấn đề lớn nhất, đó là như thế nào mới có thể lấy được Bồ Đề hóa thể tiên tới tay. Trong Hắc Hoàng Thành, người có ý định với thứ này cũng không ít a. Đâu phải chỉ không ít, chỉ cần là người có chút thực lực đã có ý định này rồi. Tô Thiên lắc đầu, cau mày nói, bất quá cướp lấy Bồ Đề hóa thể tiên từ trong tay Ưng Sơn lão nhân kia cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Lão già này là cường giả thế hệ trước trong Hắc Giác vực, thực lực rất mạnh, mặc dù ta chỉ sợ cũng kém hắn một bậc, hơn nữa tên kia cũng là một người tâm ngoan thủ lạc. Năm đó lúc hắn oai phong ở Hắc Giác vực, không biết bao nhiêu thế lực đã bị chôn vùi trong tay hắn, nợ máu chồng chất. Đại trưởng lão cũng biết rõ thực lực của Ưng Sơn lão nhân kia. Sau lưng hắn có bối cảnh gì không? Tiêu Viêm trầm ngâm nói. Lão gia hỏa này tính tình quái gở, không thích ước thúc, bởi vậy vẫn là độc lai độc vãng. Bất quá thực lực hiện nay của hắn, hẳn là đạt đến cảnh giới tứ tinh đấu tông. Tô Thiên chậm rãi nói. Chỉ có một mình hắn sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ thế nào, đối phó với một người so với đối phó một cái thế lực dễ chịu hơn không ít. Nếu để cho lão phu cùng Tiểu Y Tiên cô nương này liên thủ, thật có thể bắt giữ Ưng Sơn lão nhân. Bất quá, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, cho dù chúng ta đoạt được Bồ Đề hóa thể tiên trong tay hắn trước thì có thể đối mặt với một đám ruồi nhặng đang chầu chực sẵn. Tô Thiên trầm giọng nói, đặc biệt là Ma Viêm cốc kia, lần này bọn chúng xuất động cường giả cũng không phải là ít. Phương Ngôn đó đã đặt nửa chân vào cảnh giới đấu tông, thực lực rất mạnh. Hơn nữa có vài tên đấu hoàng trưởng lão phối hợp ăn ý, mặc dù là đối chiến với đấu tông cường giả cũng có thể kéo dài một chút thời gian. Hơn nữa, có lẽ ngươi cũng đã phát hiện, trong đội ngũ Ma Viêm cốc còn có một người thần bí áo bào xám không biết lai lịch, người đó tuyệt đối là một gã đấu tông cường giả. Nghe Tô Thiên đề cập tên thần bí áo xám kia, một quan Tiêu Viêm cũng hơi trầm xuống, hắn kiên kỵ nhất chính là vị thần bí áo xám này. Người này có phải là cốc chủ Ma Viêm cốc? Tiêu Viêm nhíu mày hỏi. Không phải, cốc chủ Ma Viêm cốc hiện giờ đang bế quan. Hơn nữa hơi thở của lão già kia cùng vị thần bí hôi bào nhân này hoàn toàn bất đồng, cho nên tuyệt không thể nào là cùng một người. Tô Thiên lắc lắc đầu, trực tiếp bác bỏ phỏng đoán của Tiêu Viêm. Không biết hắn là cường giả phương nào Ma Viêm cốc mời đến trợ oai. Một gã đấu tông cường giả, dù là khiêm tốn như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải có một chút tiếng tăm trong Hắc Giác vực. Tiêu Viêm nghi hoặc thấp giọng nói. Tô Thiên cùng Tiêu Lệ cũng chỉ biết lắc đầu, sau đó cau mày nói, trước kia lúc chúng ta giao chiến với Ma Viêm cốc, người này cũng chưa từng hiện thân, nói vậy là trong thời gian gần đây hắn mới xuất hiện trong Ma Viêm cốc. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chợt bàn tay nắm chặt, nhẹ giọng nói, mặc kệ tên gia hỏa này là loại gì, dù sao Bồ Đề hóa thể tiên nhất định phải đoạt tới tay. Nói cách khác, nếu đế Ưng Sơn lão nhân kia mang đồ vật kia vào trong thâm sơn ẩn núp không thấy bóng dáng, đến lúc đó đi tới nơi nào tìm một phần Bồ Đề hóa thể tiên khác nữa đây? Nếu quả thật ngươi muốn có Bồ Đề hóa thể tiên, lão phu đề nghị ngươi không nên động thủ trước. Hiện giờ Bồ Đề hóa thể tiên này là một củ khoai nóng phỏng tay, hấp dẫn vô số mục quan tham lam. Tô Thiên chậm rãi nói, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẽ đứng phía sau. Loại chuyện cướp đoạt hỗn loạn này, càng ra tay trước thì tình cảnh càng thêm bất lợi. Đại ý tứ của trường lão là đợi đến cuối cùng mới ra tay. Tiêu Viêm chần chờ nói, cho dù không phải là người cuối cùng ra tay, nhưng cũng không thể là người đầu tiên xuất thủ, chú ý tình thế, tùy cơ ứng biến. Tô Thiên híp đôi mắt lại, cười nhạt nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm trầm tư một hồi, rồi cũng gật đầu, nói, một khi đã như vậy, nghe theo đại trưởng lão đi. Yên tâm đi, có Tiêu Môn trinh thám giám sát Ưng Sơn lão nhân đó, một khi có bất kỳ biến cố gì trong thành này, chúng ta sẽ là những người đầu tiên nhận được tin tức. Tiêu Lệ cười nói, hai ngày này, các ngươi hãy nghỉ ngơi ở đây đi, nếu có biến ta sẽ thông báo cho các ngươi. Tiêu Viêm gật gật đầu, có Tiêu Môn hỗ trợ, tự nhiên là có thể giảm đi không ít phiền toái. Thấy đã trao đổi xong chính sự, không khí trong đại sảnh cũng dễ chịu hơn một chút, Tiêu Lệ sai thị nữ dâng trà lên, lúc nói chuyện liền chuyển sang đề tài khác, đúng rồi Tam Đệ, T
tình hình trong Gia Mã Đế Quốc ra sao rồi. Lần nhận được thư cầu cứu của đại ca, nói là Xuất Vân Tam Đại Đế Quốc cùng với Tam Đại Tông Môn liên hợp tiến công Viêm Minh. Lúc trước bởi vì vừa mới cùng Ma Viêm Cốc đại chiến, nhân thủ có phần không được tốt, chờ sau khi tình thế khá hơn một chút thì lại có tin báo về, đế quốc đã bình yên vô sự. Nghe Tiêu Lệ đột nhiên nhắc đến vấn đề này, khuôn mặt Tiêu Viêm thoáng cứng đờ, Tiểu Y Tiên một bên, bàn tay mềm mại đang cầm chén trà khẽ rung lên, làm bắn ra vài giọt nước trà, khuôn mặt cúi xuống, hai má hơi có chút không được tự nhiên. Ha ha, đã không có việc gì nữa rồi. Tiêu Viêm khẽ đặt chén trà xuống, hung hăng liếc Tử Nhiên đang ở một bên miết miết cái miệng nhỏ nhắn, sau đó tùy ý ha ha ứng phó vài tiếng, rồi vội vàng nói, nhị ca, ngươi giúp chúng ta an bài một chỗ ở trước đi, đã nhiều ngày chúng ta cũng chưa được nghỉ ngơi rồi. Một khi đã như vậy, các ngươi hãy đi nghỉ trước đi, ngày mai nếu có tin tức, ta sẽ báo người thông tri cho ngươi. Nghe Tiêu Viêm nói không có việc gì, Tiêu Lệ cũng yên tâm gật đầu cười, phất tay gọi thị nữ đưa Tiêu Viêm tới sương phòng ở hậu viện. Đi trên hành lang yên tĩnh, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn sắc mặt Tiểu Y Tiên bên cạnh, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, không có việc gì, việc này cũng không trách ngươi được. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, chợt cười khổ một tiếng, nếu lúc trước sớm biết Tiêu Viêm đứng đầu Viêm Minh thì sẽ không có cuộc chiến dài tới một năm kia. Hiện giờ việc này đã xảy ra, nàng cũng chỉ có thể thầm than may mắn, trong lúc chiến tranh vẫn chưa làm cho thân nhân của Tiêu Viêm thương vong. Nếu thật sự là như vậy, nàng cũng thật không còn mặt mũi đứng trước mặt Tiêu Viêm, chứng kiến hắn vì mình mà phải bôn ba hao tổn tâm sức. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì ngày mai nói sau. Nhìn thấy thị nữ đang đứng chờ trước một căn phòng, Tiêu Viêm mỉm cười, hướng về phía Tiểu Y Tiên nói. Ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Tiểu Y Tiên thấy sắc trời đã không còn sớm, cũng gật đầu ôn nhu nói với Tiêu Viêm một câu rồi nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Đưa mắt nhìn Tiểu Y Tiên bước vào phòng, Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, chợt chuyển qua một cái hành lang, bước nhanh vào trong phòng của mình. Bóng đêm giống như một khối hắc ám bao trùm cả Hắc Hoàng Thành. Ánh trăng thanh lương thản nhiên xuyên qua tầng mây rọi xuống dưới, chiếu xạ vào trong căn phòng, phủ lên người hắc bào thanh niên đang nhắm mắt tu luyện. Một đạo năng lượng giống như thực chất, quanh quẩn ở chóp mũi Tiêu Viêm, cuối cùng bị hút vào trong cơ thể. Trải qua mấy vòng luyện hóa, mới thành một tia đấu khí tinh thuần hòa vào trong thể nội. Đôi mắt đang nhắm chặt chậm rãi mở ra, cảm thụ lực lượng tràn đầy đang nhảy nhót trong cơ thể, từng tiếng động nhỏ đang vang lên trong từng tế bào, Tiêu Viêm mỉm cười, bàn tay chợt vung lên, một vật màu đen to lớn nhất thời hiện ra, chiếm không ít diện tích trong phòng. Thể tích vật này không nhỏ, vừa xuất hiện đã chiếm hơn nửa gian phòng, trông giống như một đôi cánh ngọc thạch, trong ánh sáng nhu hòa của ngọn đèn chiếu xuống lại phản xạ ra ánh huỳnh quang, nhìn qua hết sức kỳ dị. Mà vật này tự nhiên chính là vật mà Tiêu Viêm mất không ít tiền của mới có thể mua được từ trong tay Hắc Hoàng Tông, thi thể ma thú. Chương 845, Phân Thây. Nhìn thi thể ma thú trong phòng, Tiêu Viêm mỉm cười, thân hình vừa động nhảy xuống giường, sau đó chậm rãi đi tới bên cạnh thi thể ma thú, mục quan chậm rãi nhìn từ trên xuống dưới. Khối thi thể ma thú này bởi vì thời gian tử vong đã rất lâu, bởi vậy da thịt cả thân mình đều khô héo co rút lại, làm cho Tiêu Viêm cũng không thể từ ngoại hình mà nhìn ra thứ này đến tột cùng là loại ma thú gì. Bất quá đối với bản thể của ma thú này, Tiêu Viêm cũng không có nhiều hứng thú lắm, điều duy nhất làm hắn cảm thấy hứng thú, đó là đôi cốt dục ngọc thạch kia có thể giúp hắn luyện chế ra một đôi thiên nhạn cửu hành dược phẩm chất rất cao. Cước bộ nhẹ nhàng, Tiêu Viêm dừng lại cạnh cốt dực ngọc thạch đang mở rộng tới 2-3 trượng, sau đó ngồi xổm xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve qua cốt dực. Chỗ bàn tay tiếp xúc, một mảnh lạnh lẽo truyền tới, nhưng bên trong cảm giác lạnh lẽo lại mơ hồ có một tia ấm áp. Khó có thể tưởng tượng, thây khô này thời gian tử vong đã qua không biết bao nhiêu năm mà còn có thể tỏa ra nhiệt độ. Cốt dực ngọc thạch này hơi có chút trong suốt, bởi vậy bằng mắt thường Tiêu Viêm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong cốt dực giống như có lưu chuyển năng lượng khác thường. Thương Tiên. Ngón tay nhẹ nhàng gõ phía trên cốt dực, từng tiếng vang kiên cố theo ngón tay truyền đến làm cho Tiêu Viêm cảm thấy thỏa mãn gật gật đầu, đôi mắt hắn chợt híp lại, linh hồn lực lượng theo ngón tay, lặng lẽ truyền vào bên trong cốt dực kia. Linh hồn lực lượng thật cẩn thận thăm dò vào bên trong cốt dực. Tiêu Viêm còn chưa có động tác gì khác, cốt dực ngọc thạch đột nhiên tỏa ra từng tia ánh sáng ngọc, linh hồn Tiêu Viêm chợt giống như chui vào long quyển phong bạo, lực hút điên cuồng trực tiếp mãnh liệt xé rách một tia linh hồn lực lượng thành hư vô. Mở choàng đôi mắt, ngón tay Tiêu Viêm giống như bị điện giật, mục quang mang theo một tia khiếp sợ nhìn cốt dực ngọc thạch trước mặt, trong lòng nảy lên một tia kinh hãi, hắn không nghĩ tới bên trong cốt dực ngọc thạch này lại có thể ẩn giấu năng lượng phong thuộc tính cuồng bạo như thế. Hơn nữa, làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc nhất vẫn là năng lượng phong thuộc tính bên trong còn truyền đến một chút cảm giác nóng cháy. Hai loại thuộc tính hoàn toàn bất đồng lại có thể chung sống một cách hoàn mỹ bên trong một đôi dực sĩ, hiện tượng này quả thật là kỳ lạ. Không hổ là tuyệt thế hung thú sắp đột phá cấp 7,
chết đi nhiều năm như vậy mà trong hai cánh còn có thể chứa đựng năng lượng cuồng bạo đáng sợ như thế. Dùng dược sĩ này luyện chế thiên nhạn cửu hành dược, sợ rằng hiệu quả còn mạnh hơn so với dự liệu. Tiêu Viêm liếm liếm đôi môi, trong đôi mắt đen kịt từ từ hiện lên chút nóng bỏng, có lẽ lần này hắn là nhặt được bảo bối rồi. Mấy viên đan dược kia hắn cũng không thiếu, mặc dù thi thể ma thú này chỉ có một đống thịt khô, nhưng đối với cốt dược ngọc thạch này, giá trị còn cao hơn so với đan dược kia. Nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay, mục quan Tiêu Viêm một lần nữa nhìn lướt qua thi thể ma thú không nhỏ trước mặt, bàn tay thoáng động, một thanh trường kiếm sắc bén đã ở trên tay. Một tầng hỏa diễm xanh biếc lặng lẽ tràn ra, quanh quẩn ở trên bề mặt kiếm, nhiệt độ nóng bỏng làm cho thanh trường kiếm chế tạo bằng tinh cương này bốc lên từng làn sương trắng mỏng manh. Xuy. Tiêu Viêm cầm trường kiếm trong tay, hung hăng đâm vào chỗ tiếp xúc giữa cốt dịch ngọc thạch cùng thân thể ma thú. Sự kháng cự theo dự liệu cũng không xuất hiện, ma thú khô héo kia giống như là đậu hũ vậy, trực tiếp bị trường kiếm đâm xuyên vào. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng hơi có chút thất vọng thở dài một hơi, da của ma thú này đã bị hủ thực theo năm tháng, mất đi sự kiên cố vững chắc, mà ý niệm trong đầu hắn muốn dùng da của ma thú này chế luyện áo giáp cũng chỉ có thể bỏ đi. Xuy. Bàn tay nắm chặt chui kiếm, Tiêu Viêm chỉ huy trường kiếm chậm rãi cắt chỗ da tiếp xúc với cốt dịch ngọc thạch, bên dưới lớp da là một khối thịt sâm bạch khác thường, nhưng lại không có chút máu tươi nào tràn ra. Mặc dù rất kinh ngạc đối với da thịt của loại ma thú này lại có thể kiên trì nhiều năm như vậy mà không rửa nát, bất quá sau khi Tiêu Viêm cẩn thận kiểm tra một phen lại phải ngán ngẩm lắc đầu, thịt này cũng không có chút năng lượng nào trộn lẫn bên trong. Về phần vì sao có thể bảo tồn như vậy, có lẽ là bởi vì có lớp da kia bao bọc bên ngoài. Tiêu Viêm thật cẩn thận huy động trường kiếm mở ra hai đại động trên lưng thi thể ma thú, sau đó gỡ cốt dịch ngọc thạch xuống, cẩn thận để xuống một bên. Sau khi rời khỏi thân thể, ánh sáng trên cốt dịch ngọc thạch cũng không ảm đạm đi, khiến cho Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm. Hắn có chút lo lắng, cốt dịch này một khi rời khỏi thân thể sẽ hóa thành một đống phế vật, bây giờ nhìn lại lo lắng của hắn cũng là hơi thừa. Gỡ cốt dịch ngọc thạch xuống, Tiêu Viêm lại hướng tới hai đại động kia dò xét, một vị chua làm cho người ta muốn ngất từ đó tràn ra, làm cho hắn phải vội vàng ngừng thở. Quay đầu lại, Tiêu Viêm chần chờ một chút, rồi đột nhiên cắn răng một cái nói, ta cũng không tin thân thể lớn như vậy lại không có thứ gì hữu dụng. Dứt lời, trường kiếm sắc bén xẹt qua mấy đạo hồ quang, thật nhanh lưu lại trên thi thể ma thú hơn 10 vết kiếm thật sâu. Từng đạo vết kiếm chậm rãi vạch trên thân thể ma thú, sau đó qua mấy nháy mắt từng vết chợt mở rộng ra, mà thi thể ma thú kia lại là giống như bị chia năm xẻ bảy, âm âm sụp đổ, từng khối thịt sâm bạch hiển lộ ra, đại gia hỏa này đã trực tiếp bị Tiêu Viêm phanh thây. Thi thể ma thú bị Tiêu Viêm hoàn toàn mổ ra, một vị chua nồng nặc tràn ngập, cuối cùng lượn lờ bay lên bám ở trên trần nhà. Bất chợt từng tiếng suy suy vang lên, trong ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm, trần nhà bị hủ thực thành một cái lỗ hổng cự đại. Đứng ở trong phòng nhìn qua lỗ hổng đó cũng có thể nhìn thấy ánh trăng rằm trên cao. Đợi đến khi vị chua tản đi toàn bộ, lúc này Tiêu Viêm mới sách sách sợ hãi than một tiếng, rồi cẩn thận kiểm tra thi thể ma thú một lần. Trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, chỉ thấy được bên trong thi thể ma thú này chỉ có từng khối thịt sâm bạch, thậm chí ngay cả xương cũng không dư thừa nữa cái chứ đừng nói đến cái gì nội tạng. Chẳng lẽ bị toan khí, khí chua, như axit ấy, kia hủ thực hết rồi. Nhưng vì cái gì những khối thịt này lại không bị hủ thực? Tiêu Viêm nhướng mày nghi ngờ lẩm bẩm một tiếng, suy nghĩ một lát, lại vẫn như cũ không có kết quả. Chết tiệt, mặc dù toan khí kia có thể hủ thực xương cốt nội tạng, nhưng ma hạch đâu? Đó là nơi năng lượng của ma thú ngưng tụ, không thể nào cũng bị toan khí kia hủ thực được. Tiêu Viêm nhướng mày, trường kiếm trong tay vạch hơn 10 đạo lên khối thịt sâm bạch, đặc biệt là trên đầu ma thú. Nhưng khi từng khối thịt mở ra, vẫn chỉ có một màu sâm bạch đập vào mắt, nơi não bộ trên đầu ma thú rỗng tuếch, không có nửa vết máu, thậm chí là não bộ cũng không có. Chứ đừng nói gì đến ma hạch. Khối thi thể ma thú này chẳng lẽ cũng chỉ có cốt dịch ngọc thạch dùng được thôi sao? Không cam lòng, Tiêu Viêm lần lại một lần nữa cắt từng khối thịt ra thành mảnh nhỏ, nhưng một lát sau vẫn không có kết quả, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi trường kiếm, thấp giọng mắng. Ai, quên đi, có cốt dịch ngọc thạch này coi như là đem tiền vốn thu trở lại, không có gì khác cũng không có sao. Sau một hồi buồn bực, Tiêu Viêm đành phải lắc đầu. Khi hắn định thu thi thể ma thú vừa bị hắn phân thây vào trong nạp giới, bỗng nhiên một giọng nói non nớt trong trẻo đột nhiên vang lên ở trong phòng. Hơn nửa đêm rồi mà ngươi còn làm ra những chuyện tình ác tâm vậy. Nghe được thanh âm quen thuộc này, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt ngẩng đầu lên chỉ thấy ở lỗ hổng bị toan khí hủ thực trên nóc nhà, Tử Nhiên đang quơ hai bắp chân tuyết trắng, miết miết cái miệng nhỏ nhắn nhìn hắn. Hơn nửa đêm, ngươi không đi ngủ lại chạy lên nóc nhà làm cái gì? Đảo cặp mắt trắng giả hướng về phía Tử Nhiên, Tiêu Viêm đặt mông ngồi trên ghế, cười nói. Vốn là ngủ rồi, kết quả là một mùi vị cổ quái làm cho ta rất không thoải mái truyền tới, sau đó ta tỉnh lại rồi theo mùi vị đi tới đây. Tử Nhiên nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng, sau đó dùng chân đá đá đóng thi thể ma thú thần bí bị phanh thây kia, nói, nguyên lai là từ vật này truyền tới.
Tiêu Viêm lười nhác dựa vào lưng ghế, cười nói, nếu ngươi có hứng thú thì lấy đi, bất quá không biết những thứ này đã qua bao nhiêu năm, còn có thể ăn sao. Đưa lưng về phía Tiêu Viêm, Tử Nhiên cũng không để ý tới lời trêu chọc của hắn, con người như bảo thạch chậm rãi quét qua trên thi thể ma thú, một cổ tử quang nhàn nhạt chậm rãi sáng lên. Tử quang quanh quẩn, Tử Nhiên đột nhiên nhặt trường kiếm trên mặt đất lên, sau đó ở trong ánh mắt ngạc nhiên của Tiêu Viêm đem 10 cái móng vuốt tái nhợt trên thi thể ma thú cắt xuống, sau đó thật cẩn thận đặt lên bàn. Ngươi làm gì thế? Không phải ngươi muốn đồ vật này đấy chứ? Thấy thế, Tiêu Viêm sửng sốt, thuận tay cầm một móng vuốt dài ước chừng nửa ngón tay lên, bóp nhẹ vài cái, móng vuốt kia giống như một đống bùn nhão lập tức biến dạng, không có nửa điểm cứng rắn. Tiêu Viêm lập tức ngán ngẩm bất đắc dĩ nói. Đối với sự hăng hái nhất thời của Tiêu Viêm, trên mặt Tử Nhiên hiện lên một chút kích động hiếm thấy, thúc giục, ngươi dùng dị hỏa đốt những thứ này một chút đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời ngẩn ra, vừa muốn hỏi nguyên do lại nhìn thấy bộ dáng vội vàng của Tử Nhiên, hắn cũng không nói nhảm nhiều, một luồng hỏa diễm xanh biếc hiện lên trên đầu ngón tay, sau đó bao lấy một cái móng vuốt. Theo dị hỏa nung đốt, một màn làm cho Tiêu Viêm khiếp sợ cũng chậm rãi xuất hiện, chỉ thấy được móng vuốt tái nhợt giống như đống bùn nhão kia, ở trong sự nung đốt của lưu ly liên tâm hỏa, nhưng lại không hóa thành tro bụi trong khoảnh khắc, mà lấy một tốc độ chậm chạp từ từ thu nhỏ lại, mà theo thể tích dần thu nhỏ, bề ngoài tái nhợt cũng lặng lẽ tiêu tán, thay vào đó là một màu hồng xanh lan tỏa. Mà tại nơi đỉnh nhọn của móng vuốt một luồng hàn mang làm cho Tiêu Viêm cảm thấy lạnh ý, như ẩn như hiện khuyết tán ra ngoài. Cái này, quá trình thiêu đốt diễn ra ước chừng 10 phút, móng vuốt tái nhợt lúc trước đã thu nhỏ lại thành một đoạn móng vuốt màu thanh hồng chỉ bằng một đốt ngón tay. Hai màu hồng xanh ở trên đoạn móng vuốt trộn lẫn giao hòa, tựa như gió cùng lửa kết hợp, tạo ra một cổ khí tức nóng bỏng. Mà chứng kiến một màn thần kỳ như vậy, cho dù là Tiêu Viêm cũng phải sững sờ tại chỗ. Ai có thể biết được vật này sau khi bị dị hỏa thiêu đốt lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ, đây là bản chất che giấu ở bên trong? Như vậy nói cách khác, thi thể ma thú thần bí này cũng không phải là không hề có tác dụng như trong tưởng tượng của hắn. Nghĩ đến đây, trong mắt Tiêu Viêm đột nhiên nảy lên một cổ nóng bỏng, chớp mắt một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào những khối thịt xăm bạch trên sàn nhà. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay, hãy ấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo từ mình nhé.